Rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong video ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh thiếu máu là một vấn đề sức khỏe đang rất phổ biến hiện nay khi có đến 1/3 dân số gặp phải tình trạng này. Nhiều người thường nghĩ rằng thiếu máu không đáng lo ngại, thế nhưng thực tế thì có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Chính vì thế hãy chủ động cung cấp lượng máu cần thiết cho cơ thể bằng việc bổ sung những thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hàng ngày của mình. Tuy nhiên thì có rất nhiều người chưa rõ hoặc còn rất mơ hồ về những thực phẩm bổ máu, đó là những loại nào và chắc chắn thì bạn cũng thế đúng không nào? Hiểu được vấn đề này thì trong chương trình ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ đến các bạn 11 loại trái cây bổ máu, giàu chất sắt hơn cả thịt bò, giúp tái tạo máu tốt hơn thuốc bổ, nhân sâm. Loại quả nào có thể mang đến lợi ích sức khỏe tuyệt vời đến như vậy nhỉ? Hãy cùng theo dõi video để tìm hiểu cụ thể quý vị nhé! Các bạn thân mến, tình trạng thiếu máu xảy ra khi lượng tế bào hồng cầu, huyết sắc tố hoặc sắt trong máu ít hơn bình thường. Điều này có nghĩa là các bộ phận trong cơ thể bạn sẽ không nhận đủ lượng oxy cần thiết, từ đó dẫn đến rối loạn chức năng. Nhiều nguyên nhân có thể gây ra thiếu máu, bao gồm thiếu sắt, thiếu axit folic, chấn thương mất nhiều máu và xuất huyết nội. Đối với tình trạng thiếu máu nhẹ, các bạn có thể cải thiện đáng kể tình trạng bệnh nhờ việc thay đổi chế độ ăn uống, đặc biệt là bổ sung thêm các loại rau xanh và hoa quả bổ máu. Hoa quả bổ máu gồm những loại quả nào? Là một câu hỏi thường được nhiều người bệnh quan tâm vì hầu hết tình trạng thiếu máu là do thiếu sắt. Và sau đây, hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày điểm danh 11 loại trái cây bổ máu không nên bỏ qua bạn nhé. Loại quả đầu tiên đó là quả chuối. Chuối là một trong những loại trái cây có chứa nhiều chất sắt. Vì vậy, nó là đáp án thích hợp cho câu hỏi thiếu máu nên ăn hoa quả gì để bổ sung. Chuối có khả năng giúp kích thích sản xuất huyết sắc tố trong máu. Cùng với sắt, chuối cũng góp phần tạo ra axit folic nhờ vào lượng vitamin B complex cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu. Loại quả thứ hai là táo tàu. Một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ là một câu ngạn ngữ cổ của xứ Wales nói về những lợi ích mà quả táo mang lại. Táo có rất nhiều đặc tính tăng cường sức khỏe, đồng thời là nguồn cung cấp chất sắt phong phú với nhiều thành phần giúp kích thích sản sinh huyết sắc tố. Táo tàu thường được sử dụng trong các bài thuốc đông y trị bệnh thiếu máu. Tác dụng này có được là nhờ hàm lượng chất sắt và phốt pho trong táo tàu giúp tăng sản xuất tế bào hồng cầu, kích thích lưu thông tuần hoàn máu trong toàn bộ cơ thể. Hơn nữa, các chất alkaloid và triterpenoid trong trái cây này còn giúp loại bỏ độc tố trong máu và thanh lọc máu hiệu quả. Đứng thứ ba trong danh sách này chính là dưa hấu. Dưa hấu là một loại quả có chứa nhiều chất sắt, protein, vitamin C, kali nên rất tốt để phòng và trị bệnh thiếu máu. Ngoài ra, nước ép dưa hấu có thể cung cấp cho cơ thể hai chất dinh dưỡng là magie và kali, đảm bảo các mạch máu được khỏe mạnh. Ngoài ra, nó còn duy trì sự cân bằng hợp lý của axit và chất điện giải, giúp ổn định huyết áp và lưu lượng máu. Loại trái cây thứ tư là nho. Thường xuyên ăn nho sẽ giúp ngăn ngừa sự hình thành huyết khối tốt hơn cả aspirin. Ngoài ra, còn giúp làm giảm lượng cholesterol huyết thanh. Không chỉ vậy, loại trái cây này còn giúp làm giảm sự gắn kết tiểu cầu và ngăn ngừa các bệnh về mạch máu não, các bệnh có liên quan tới tim mạch. Loại trái cây tiếp theo là liệu. Quả liệu là một trong những loại trái cây bổ máu được nhiều chuyên gia về sức khỏe khuyên nên sử dụng. Loại trái cây này là một nguồn thực phẩm giàu chất sắt, vitamin A, vitamin C và vitamin E. Axit có trong liệu giúp hỗ trợ làm tăng hàm lượng sắt trong cơ thể, điều hòa lượng máu. Việc thêm liệu vào trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp tăng lượng huyết sắc tố. Ngoài ăn tươi, các bạn có thể tự làm một ly nước ép liệu để uống, thay vì mua loại nước trái cây đã qua chế biến. Loại trái cây thứ 6 là dâu tây. Trong loại quả này có chứa một lượng lớn chất sắt rất tốt cho cơ thể, giúp hỗ trợ quá trình lưu thông khí huyết. Ngoài ra, dâu tây cũng rất giàu carbon hydrate, phytonutrient, kẽm, folate, vitamin C và chất xơ, giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng hàm lượng sắt. Loại trái cây thứ 7 là cà chua. Trong cà chua có chứa thành phần chính là vitamin C, giúp cho cơ thể hấp thu chất sắt dễ dàng hơn. Cà chua cũng rất giàu beta-carotene và vitamin E, do đó có lợi cho sức khỏe của tóc và làn da. Loại quả này còn có chứa chất lycopene, đây là chất chống oxy hóa, giúp cho cơ thể chống lại nhiều bệnh tật và bệnh ung thư. Loại trái cây thứ 8 là mơ khô. Nếu bạn muốn biết người thiếu máu nên ăn gì để bổ sung thì hãy đưa ngay quả mơ khô vào trong danh sách thực phẩm thường xuyên tiêu thụ.
mơ là một loại trái cây bổ máu vì có chứa hàm lượng chất sắt cao giúp hỗ trợ tạo hồng cầu, đồng thời có chứa nhiều năng lượng và các chất dinh dưỡng, không chỉ tốt cho máu mà còn tốt cho hoạt động của tim và cơ bắp. Loại trái cây thứ 9 là mận sấy. Mận là một trong những loại trái cây bổ máu vì có chứa nhiều vitamin C và sắt. Đây là chìa khóa giúp tăng cường huyết sắc tố trong cơ thể của con người. Ngoài ra, mận khô là một nguồn cung cấp magie phong phú, giúp hỗ trợ trong việc kích thích tăng sản xuất hồng cầu. Magie trong quả mận cũng giúp quản lý vận chuyển oxy trong cơ thể. Loại trái cây thứ 10 là cam. Thiếu máu nên ăn hoa quả gì? Lời giải sẽ không thể thiếu được quả cam. Loại quả này là nguồn vitamin C phong phú mà bạn có thể cân nhắc sử dụng. Sắt không thể được cơ thể hấp thụ hoàn toàn nếu không có sự trợ giúp của vitamin C. Vì vậy, các bạn hãy ăn một quả cam mỗi ngày để giúp hỗ trợ điều trị thiếu máu. Và cuối cùng trong danh sách này, đó chính là quả đào. Quả đào là một loại trái cây bổ máu cũng như là một nguồn thực phẩm giàu vitamin C và chất sắt. Trong đó, vitamin C giúp hấp thụ sắt và ngăn ngừa sự nhân đôi của các tế bào hồng cầu bị lỗi. Quả đào đã được ghi nhận có tác dụng giảm cân, cải thiện làn da và tăng cường sức khỏe của đôi mắt các bạn nhé. Quý vị thân mến, vừa rồi là 11 loại trái cây có tác dụng bổ máu hiệu quả và dù bạn có thiếu máu hay không, hãy cứ bổ sung thường xuyên để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể nhé. Thưa quý vị, thông thường khi bị thiếu máu, các triệu chứng cảnh báo của cơ thể thường mờ nhạt, thoáng qua, vậy nên không được nhiều người để ý. Tuy nhiên thì nếu bệnh không được khắc phục kịp thời sẽ gây ra những hậu quả to lớn cho sức khỏe. Chính vì vậy, trong phần cuối của chương trình hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay các dấu hiệu của bệnh thiếu máu để biết xem mình có đang mắc phải triệu chứng nào hay không mà phòng tránh sớm quý vị nhé. Dấu hiệu thứ nhất, khó thở và chóng mặt. Nếu không có đủ sắt hoặc vitamin B12, cơ thể sẽ không sản xuất đủ huyết sắc tố, là một protein quan trọng đối với các chức năng của tế bào máu. Huyết sắc tố là một nguồn sắt dồi dào, giúp máu có màu đỏ chuẩn và cho phép oxy liên kết với các tế bào để đưa máu đi khắp cơ thể. Khi cơ thể thiếu sắt hoặc vitamin B12 thì sẽ không sản sinh ra đủ lượng hemoglobin, khiến cho một số bộ phận trong cơ thể không nhận được đủ oxy cần thiết lưu thông. Điều này chính là nguyên nhân lý giải vì sao cơ thể bạn thiếu máu sẽ có cảm giác chóng mặt, khó thở, đầu óc quay cuồng, bởi vì cơ thể đang quá ít oxy cần thiết. Theo các chuyên gia từ Trường Đại học Chicago cho biết, triệu chứng phổ biến nhất của tình trạng thiếu máu là một cảm giác kiệt sức và mệt mỏi. Mỗi người đều sẽ có những cảm giác khác nhau. Có người chỉ cảm thấy mệt mỏi thông thường, nhưng có người lại không nhận biết rõ nên thường làm việc quá sức khi mệt mỏi. Vậy vì sao cơ thể bạn lại mệt mỏi? Cũng giống như dấu hiệu khó thở, chóng mặt ở trên, thì chính là bởi cơ thể bạn đang thiếu hụt sắt hoặc vitamin B12, đồng nghĩa là không có đủ huyết sắc tố và không có đủ oxy để cung cấp vào cơ thể. Dấu hiệu thứ hai, làn da nhạt màu. Nếu bạn không có tế bào hồng cầu tốt để đưa các cơ quan trong cơ thể tiếp nhận oxy, thì đừng mong đợi làn da của mình trông khỏe mạnh và căng bóng. Khi cơ thể thiếu sắt hoặc vitamin B12 thì máu cũng không được cung cấp đầy đủ, dẫn đến tình trạng làn da nhạt màu, thậm chí trông còn ngả vàng và xỉn tối. Dấu hiệu thứ ba, đau quanh vùng ngực. Khi có ít tế bào hồng cầu khỏe mạnh tuần hoàn trong cơ thể bạn, tim phải làm việc nhiều hơn để đưa chúng đi khắp cơ thể. Kết quả là dẫn tới nhịp tim nhanh hơn bình thường và bạn sẽ cảm thấy căng tức ở vùng ngực. Một nghiên cứu vào năm 2005 được công bố đã chỉ ra rằng khả năng mắc các bệnh về tim mạch hoặc thậm chí kéo theo tử vong tăng cao ở những bệnh nhân bị thiếu máu với hội chứng mạch vành cấp tính. Do vậy, nếu gặp vấn đề với tim mạch hay thường xuyên cảm thấy tức ngực thì nên đi khám để biết mình có đang thiếu máu không bạn nhé. Dấu hiệu thứ tư, thèm ăn linh tinh. Có lẽ một trong những dấu hiệu của bệnh thiếu máu kỳ lạ nhất mà bạn có thể gặp phải chính là cảm giác thèm ăn những thứ bất thường. Không phải là thức ăn, chẳng hạn như bụi bẩn, cát, giấy, sơn, phấn, tóc và gỗ. Tình trạng y tế này được gọi là hội chứng Pica, có liên quan đến tình trạng thiếu hụt khoáng chất và vitamin cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đây là triệu chứng thiếu máu khá phổ biến. Các nghiên cứu cho thấy rằng, người bệnh nếu dùng thêm thực phẩm bổ sung sắt sẽ giảm được tình trạng này. Dấu hiệu thứ 5, móng ở tay chân dễ bị gãy. Mỗi bộ phận của cơ thể con người đều cần có oxy, bao gồm cả móng tay và móng chân. Khi móng ở tay chân không nhận đủ oxy từ máu sẽ bị giảm khả năng tạo ra các tế bào mới để giữ cho móng được chắc khỏe.
Điều này khiến cho móng tay, móng chân bị mất đi tính đàn hồi, khiến cho móng khô, giòn, dễ gãy, dễ bị bong chóc và nứt móng. Dấu hiệu thứ 6, tay chân lạnh. Tình trạng thiếu máu khiến cho cơ thể gặp các vấn đề về lưu thông máu. Bộ não có khả năng tự nhận biết khu vực nào trong cơ thể cần máu nhất và cố gắng mang nhiều máu, dầu oxy đến các cơ quan chính để bảo vệ chúng. Do đó, các phần chi như tay và chân có thể nhận được ít máu hơn. Sự lưu thông máu kém đến tứ chi khiến tay chân của bạn bị lạnh. Trong nhiều trường hợp, việc điều trị thiếu máu sẽ giúp giảm bớt tình trạng này. Dấu hiệu thứ 7, mắc hội chứng chân không yên. Các nghiên cứu cho thấy rằng lượng sắt trong cơ thể thấp có liên quan đến hội chứng chân không yên. Đây là một bệnh lý thần kinh làm cho người bệnh có những cơn xung động hầu như không thể kiểm soát được, khiến cho đôi chân cảm thấy khó chịu khi đang ngồi hay nằm xuống, thường sẽ nghiêm trọng nhất vào ban đêm, gây gián đoạn giấc ngủ. Việc bổ sung sắt và áp dụng các phương pháp điều trị thiếu máu khác có thể làm giảm các dấu hiệu chân không yên. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý, thiếu máu không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra hội chứng này. Và cuối cùng, dấu hiệu thứ 8, nhịp tim không đều. Một dấu hiệu cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu đó chính là nhịp tim không đều, nhanh chậm thất thường mà không liên quan đến các hoạt động gắng sức. Thiếu máu khiến cho cơ thể bạn bị thiếu oxy. Điều này buộc cơ thể phải cố gắng tăng mức năng lượng bằng cách lưu thông máu trên khắp các mạch máu với tốc độ nhanh hơn, nhằm mục đích truyền hemoglobin có chứa oxy đến các cơ quan cần thiết. Tình trạng nhịp tim không đều thường kèm theo triệu chứng mệt mỏi nữa, bạn nhé! Quý vị thân mến, như vậy là qua những thông tin chúng tôi mang đến ngày hôm nay, bạn đã có thể kiểm tra xem mình có đang thiếu máu hay không và có cách khắc phục hiệu quả rồi. Nếu còn thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video để được giải đáp cụ thể nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!